Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh quả măng cụt để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Để vẽ được bức tranh quả măng cụt, đầu tiên mình sẽ dùng bút in đi in lại bức tranh mẫu của mình. Đây là bức tranh mẫu, mình sẽ dùng bút in để đi in lại các chi tiết ở bên trong và bên ngoài của bức tranh quả măng cụt của mình. Như vậy là mình đã đi in xong bức tranh mẫu của mình. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để đi vẽ lại tác phẩm quả măng cụt để cho các bạn cùng xem. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần quả trước. Bây giờ mình sẽ đi vẽ cuống của quả măng cụt. Như vậy là đã hoàn thành xong bức tranh quả măng cụt. Bây giờ mình sẽ đi tô lại các nét và tô các chi tiết ở bên trong của quả măng cụt. Mình cũng sẽ đặt tên cho bức tranh của mình cũng là quả măng cụt. Mình sẽ đi tô ở phần cuối này. Khi đi tô thì các bạn tô làm sao để không cho cái nét chảy của mình đi ra bên ngoài và sang các chi tiết khác. Như vậy trong bức tranh của chúng ta rất là xấu. Đây các bạn thấy bức tranh vẽ quả măng cụt của mình có đẹp không ạ? Nếu thấy đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để mình để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Các bạn ơi, vậy là mình đã vẽ xong bức tranh quả măng cột. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.